cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm một món ăn rất là bắt cơm. Món này còn có thể nhậu được nữa nha mọi người. Đó chính là món chân gà xào bơ tỏi cay. Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có 700g chân gà. Chân gà bây giờ 1 kg là 75.000. Cái này mình mua khoảng 700g là có 50.000 thôi nha mọi người. Một ít bơ tường an, tỏi, một ít ớt khô, một ít nước mắm liên hành, một ít ớt bột, đường. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha mọi người. Trước tiên là chúng ta sẽ đi luộc gà nha mọi người. Mình sẽ bỏ thêm một ít muối. Mình sẽ luộc gà trong khoảng 5 đến 10 phút nha mọi người. Tại vì chân gà nó không có thịt nhiều, không có gì hết, cho nên là nó sẽ rất là mau chín. Chân gà sau khi chín thì nó sẽ ngã sang màu vàng một xíu nha mọi người. Bây giờ chín rồi mình sẽ vớt ra nha. Bây giờ là mình sẽ đem đi xào nha mọi người. Mình sẽ cho một muỗng bơ. Một ít dầu ăn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho tỏi băm vào nha mọi người. Một ít ớt khô. Một ít ớt bột. Bạn nào ăn cay nhiều thì có thể bỏ nhiều ớt hơn ha. Hoặc là mình có thể bỏ thêm ớt tươi vào cũng được. 2 muỗng nước mắm. 4 muỗng đường. Mình sẽ cho thêm một tí nước lạnh vào để gia vị nó loãng ra xíu một xíu nha mọi người. Một muỗng hạt nêm. Ok, cái sốt như vậy của mình là xong rồi nha mọi người. Giai đoạn quan trọng đây, đổ chân gà vô nha mọi người. Đó, mọi người đổ vào cái lúc này để cho gia vị nó keo lại một xíu rồi nó thấm hết vô cái chân gà luôn. Ăn vậy nó mới ngon. Khi xào thì mọi người nhớ đảo đều tay cho chân gà nó thấm đều các mặt nha mọi người. Của mình như vậy là ổn rồi đó. Bây giờ mình sẽ múc ra và trang trí nha. Ta-da, món nhậu đây rồi mọi người ơi. Giỡn thôi. Món chân gà xào bơ tỏi cay của mình đã hoàn thành rồi đây mọi người. Món này ăn cực kỳ bắt cơm nha. Chúc mọi người thành công với món này. Nếu mọi người có thích video này đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ kênh YouTube cho mình nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào món tiếp theo. Nếu mọi người có yêu cầu mình nói món gì thì hãy comment bên dưới giúp mình nha.